Như con ghét luôn á. Đã quá cậu à. Đã ăn cậu nè. Cứ cười im. Đau, đau thấu tim. Cậu thì đau, con thì đau. Cậu ăn đau thấu tim. Đi à, con to không đem. Dạ. Cậu nuôi tháng đi qua con nặng lần. Ê kìa, lâu rồi. Cục này cục mẹ, cục con. Cục mẹ phải là con thơ. Sao thì mà nó muốn ăn thì nó về rồi nó đâm đấy. Đâm cái nó bột. Bà kêu cho xuống với Loan coi làm với cái thâu. Cho cũng làm khách trùng lùng la coi gì coi. Má bà hấu phải không? Bà gọi điện xuống bà hấu à? Mình la cậu. Rồi mới đi. Mới đi. mua đồ gặp điện cho một cân. Mới về. Và chơi tân ta sẽ ăn hồn ta phóng. Má ba làng con mà hoa thì kêu xuống coi phải Loan làm với nó kêu thôi xuống chi làm khách tùm lum xuống xuống đúng giờ chưa đúng rồi giờ đây là giờ ok rồi ở bữa điện về nó là 11:30 rồi. Cục nó cục mẹ. Nó cục con. Cục cha đâu rồi. Cậu chịu đàm nổi rồi đó. Nó đi cái con không? Chưa. Ráng. Còn mới có 3 phút, còn 6 phút nữa cậu ơi. Ráng cho con có cái video nào. Lỡ rồi cậu. Cục mẹ ăn có khác rồi. Đen. Chỉ có người lớn tuổi mới có cái mụn này thôi. Với lại mà lớn rồi họ cũng chẳng muốn đi nặng mụn làm chi. Có ngứa mặt không cậu? Thôi đừng có lát, lát. Đâu gần xong rồi cậu. Gần rồi, còn 5 phút nữa cậu. À, để nặng từ từ nhẹ nhẹ.
can hẳn qua nữa. Sáng gặp Rinh cà phê á, kêu Rinh chở ba qua nặng một Rinh. Cái thâu mà lo ba Rinh bữa hôm mà lo coi đâu coi nặng rồi đen. Chúng còn quá trời. Cậu chịu nổi, nổi nặng thêm cho. Thôi để dành bữa sau. Mấy phút rồi cậu lấy? 7 phút mấy rồi. Chí nữa thôi cậu. Cái cục nó đen quá rồi kìa. Nếu anh tráng cậu còn gì mà ta không ta. Còn một phút nữa cậu, đấy, còn xí nữa cậu. Đang còn xí xì nè. Đứng đưa 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 đưa.
nguyên nguyên đi. Cục này nó bốc nó lên.